Thưa quý vị, dù đang bước vào mùa thấp điểm, nhưng với sức hút của điểm đến, cộng với việc đẩy mạnh truyền thông về du lịch an toàn, thành phố Đà Nẵng vẫn là sự ưu tiên của nhiều du khách trong hành trình du lịch, nghỉ dưỡng cuối năm của mình. Sau nhiều lần lỡ hẹn với Đà Nẵng vì dịch Covid-19, gia đình anh Trần Anh Tuấn, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng như kỳ vọng tại thành phố biển xinh đẹp miền Trung. Vì chưa đến lần nào nên là cũng có cái nhu cầu đến để khám phá Đà Nẵng. Theo là nghe thông tin thì Đà Nẵng cũng là cái điểm du lịch mà đáng đến. Không chỉ khách lẻ, khách gia đình, nhiều khách đoàn từ các công ty, đơn vị, đoàn thể cũng đã chọn Đà Nẵng làm điểm đến để tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Chúng tôi thấy là đây là cái điểm đến an toàn và có nhiều cảnh đẹp. Và ở Đà Nẵng này thì cán bộ nhân viên được đi các cái tỉnh, các cái điểm du lịch nổi tiếng và có phong cảnh đẹp, môi trường trong lành, giúp cho cũng giúp cho cán bộ công nhân viên cảm thấy vui và hạnh phúc và thoải mái hơn, thì chúng tôi chọn cái điểm đến là Đà Nẵng. Những dòng khách nội địa bắt đầu quay trở lại Đà Nẵng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được xem là những tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch thành phố. Dù tung ra nhiều gói kích cầu hấp dẫn, chất lượng dịch vụ và công tác an toàn phòng dịch vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu mà ngành du lịch đặt ra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu điểm du lịch. Về cái công tác đảm bảo và an toàn cho khách và được đơn vị rất chú trọng về cái khi tiếp đón khách đến đây thì là về ở phía tiền sảnh thì đã chuẩn bị khẩu trang và cồn sát khuẩn cho khách trước khi vào, đo thân nhiệt cho khách để đảm bảo thân nhiệt tốt trước khi vào đây. Vào khu vực và trong khu vực này thì tất cả các đồng nghiệp, anh em phục vụ ở đây đều được trang bị khẩu trang y tế và găng tay khi tiếp xúc với khách, và đặc biệt là không được tiếp xúc gần với khách, luôn luôn giữ khoảng cách. Ngành du lịch thành phố cũng đã tham gia liên minh du lịch với nhiều địa phương, với nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn. Kỳ vọng với những đòn bẩy này, du lịch Đà Nẵng sẽ từng bước khôi phục trở lại trong thời gian đến.